Mỗi lần cái nhiều mấy ngày tả lần hợp đi tìm nước sơn với đi tìm mực á, cái này giống như trâu xe vậy đó. Mình cho vô cũng đưa lưng hồ ăn vô cái an toàn. Hồ có ba cái ngọc ấn này, bên này có chín rồng củ ngũ chí tôn ấn này cha ban, để mà khi có chuyện gì quốc gia đại sự ấn vô điện thái hoàng thiên ấy, cho hồi xưa cũng làm cái này nè, nó tới giờ nó còn á, cái từ cái ấn này á, điện thái hoàng thiên, rồi anh lấy cái cọ mình đó nằm đó. Hôm nay mình cắm lên cái tát, thì cái miếng vải này nó sẽ làm tự với trần nó cũng phải có ấn, phải có cờ lệnh, phải có kim bài. Kim bài là khi mình hiệu triệu thiên minh thiên tướng cho những chư thần ở ngoài địa cầu quỳ xuống nghe lệnh. Cái hệ thống ở trên trời nó y như trái đất mình, nó không có khác gì hết. Những cái này phải là đích thân cha phong bỏ điển vô thì nó mới có hiệu lực, còn nếu mà không có cha cho thì nó như cục đá thôi. Giống như hòa thượng thích thắng quan á, thắng quan á thì ông cho kim bài thì cái gì tôi con quay được không sư phụ? À, thì cái đó cũng là một cái dạng kim bài để tránh ma dương á, quỷ rồi cầu nạn á, kính thì kính chiếu yêu đó, mấy này đều có thần thông hết á, có hào quang hết á. Ở điện thái hoàng thiên ấy, nhờ một cái này á mà tới ngày hôm nay ở trong đó không có chuyện gì xảy ra. Thêm mực không sao? Cho nó điều, đây cỏ này là làm cho nó điều. Này đã ấm cầu bà cũng tắm luôn á. Đi lót sẵn rồi là sao? Này quan trọng lắm á.
một con rồng, hai con rồng, ba con rồng, bốn con rồng, năm rồng, sáu rồng, bảy rồng, tám rồng, chín ông. Đây là chín ông rồng. Dính dính đây nè, chuyện nào xong chuyện đó nè, nó ăn xong mấy cái còn đè đè này xuống, nó dở lên mình đừng có ảo lại lem quá hả? Cái đầu, ok cái đầu xây mặt bên kia quá, chưa xây mặt kia nó sẽ dính như này, yeah. Rồi ảnh lên tấm này thì bà. Mực mực nhiều quá. Phải làm cái thứ hai đi. Cái này được á. Ok. Tiếp tục cái gì? Một quốc gia mà bỏ cái này thôi là quốc gia sẽ không có gì. Không có gì lại nè. Mực nướng sư phụ. Lấy cái tay không ra. Cảm ơn tay. Nước xuống cái này xong còn. Mấy cái lợt lợt này á, hay phụ đi đường á, phụ may vô cái áo, mặc vô phía trong á, vừa ấm mà vừa safety đúng không? Chưởng không có nổi. Còn mực nhiều quá, mình may vô cái áo nó cộm. Thôi đi đọc xe thì hay bỏ nó trong cái áo thun á. Chết chết. Đây. Đi nó, đi nó. Mẹ ấn thiên tâm giáo chủ đời thứ hai, còn ấn là ấn thái tử. Thằng này làm cái này chắc không đúng. Thử cái này thử này. Ra gì đây? Mà cái này dở quá. Rồi. Đi vô mấy cái tiệm laser.
Lăng Ba Đình. Tự đó bị tà nó chán ngán. Ai mà đi vô Lăng Ba Đình rồi ha, suốt đời không bao giờ ngóc đầu nổi, không chết thì cũng sập sùi. Đốt củi đốt lò là chuyện nhỏ, gia đình tan quan mới là chuyện lớn. Là ai mà đi vô thăng lăng bác là bị hết, thì nó chán ngán hết. Kể cả những nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà lăng vô đó rồi cũng bị nạn. Cho nói vậy mà người đời thì cứ coi lời chư hộ nói giống như cái đường này nó hù. Bộ chư hộ hù nó ăn đồng bạc nào của họ, thì chúng sanh họ yếu học không có tới, mà hiểu không có sâu, mà không có chịu dự cột mà nghe cứ cãi không nó có chuyện. Ở đây còn cái mới à? Dạ. Ok, bữa nay sản xuất được năm miếng này. Này tới 10 ký nặng quá. Ủa cái này đẹp á. Này đẹp á. Cái này ồ như là sư phụ phải ấn 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 xuống. Sư phụ cái áo gì mà ấn được không? Nói cái này nó phải chơi con, nó phải muốn ấn thánh. Như là con sắp sửa bút ống á, con cần cái này là bảo đảm con về trời là chắc ăn. Mấy thiên binh thiên tướng sẽ đưa con về trời. Còn giờ con chưa có bị rút ống mà. Cái hồn mình cần cái này. Nó nghe kim bài miễn tử vậy đó. Cái này là sắp rút ống á, cần tầm này hiện như bất chậm mà đang cần cái này rồi xong rồi đó. Nào không thấy à, mình làm thôi nó phải mai dùng gì nó mới bỏ cái nêu được phải không? Cái nhìn nè, cái lên trời cái nó bay nè. Ủa còn tờ này sao ta? Chẳng mình bự lo. Ủa con đang hai tờ lắm. Gắn làm luôn đây hả? Lỡ rồi hả? Tờ này bán 10 tỷ đô á, cũng không bán. Ngày mai mà Biden mà bị ẹt á, không có đem về, đâu có đem cái hồn cũng đâu, không có cái này đó, không là đi luôn. Cái này giá trị 10 tỷ đô cũng không bằng. Nào mà đeo cái này trong cái áo ẩn trong người thôi không? Khi gặp mấy người mà về Việt Nam mấy cái vong linh mà hay nhập đồng á, họ sẽ nhìn thấy nó phát quang là lớn lắm. Từ trong áo nó phát quang, phóng ra phóng quang ra. Cái dạ. Nhưng mà bà sư mẫu qua đây bà ủi mấy cái đó. Tại không ủi nó cũng như vậy. Mà nhưng mà cũng gớt chứ mà. Rồi. Mà nó có nét. Xong xuôi. Cái này cái bên trái. Hả?
quan trọng là gặp mưa nó cũng không có bị chấp. Mặt trái ok xong thì rồi.